Thưa quý vị, chữa bệnh cứu người là sứ mệnh cao cả, là trọng trách của các cán bộ ngành y tế. Ghi nhớ lời dạy, lương y phải như từ mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, đội ngũ y bác sĩ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân bằng cả chữ tâm, chữ đức. Và trong mọi hoàn cảnh, kể cả đối diện với hiểm nguy của dịch bệnh COVID-19, nhiều câu chuyện y đức về những người bác sĩ nơi tuyến đầu một lần nữa được viết nên. Mời quý vị cùng theo dõi một câu chuyện ngay sau đây. Khi mà cũng biết tin là bệnh viện là cử chúng tôi đi công tác sang Vũ Hán thì bản thân tôi cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Đấy không những là nhiệm vụ mà bệnh viện giao phó mà đây là cái nhiệm vụ mà có tính chất là mang tính chất quốc gia, bởi vì là thực sự nói là cái chuyến đi này nó thể hiện đúng cái tinh thần là quyết tâm, nỗ lực của nhà nước, của chính phủ, của Bộ Y tế để chống dịch. Ngoài ra thể hiện cái tinh thần trách nhiệm rất là cao đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài trong cái điều kiện hoàn cảnh dịch bệnh xảy ra. Trong đoàn thì có 6 trẻ em, đặc biệt là có một thai phụ 35 tuần. Do đấy mà khi mà nắm được cái tình hình của sức khỏe của các hành khách, của các công dân, độ tuổi cho đến tình trạng của của thai phụ, chúng tôi đã nắm được đầy đủ thông tin trước khi lên đường để có cái kế hoạch hỗ trợ về y tế một cách là tối đa nhất có thể. Một bác sĩ sản khoa của chúng tôi đã túc trực liên tục bên cạnh bệnh nhân, bên cạnh thai phụ, và cũng rất may là không có cái tình trạng là chuyển dạ, đau đẻ hay là trên máy bay. Vâng, thực ra thì những ấn tượng ở với chuyến bay thì có nhiều, nhưng mà tôi nghĩ là cái ấn tượng quan trọng nhất đấy là cái niềm vui của những người, những hành khách. Mặc dù cái thời tiết ở đấy rất là lạnh, bên ngoài nhiệt độ chỉ tầm 2-3 độ thôi, nhưng mà họ đã đến từ rất sớm, đông đủ, đúng giờ và sẵn sàng. Và khi mà được yêu cầu là mặc các cái trang bị bảo hộ trước khi lên máy bay thì tất cả các công dân đều rất là tuân thủ và rất là vui mừng cho cái chuyến bay được trở về quê hương, thoát khỏi cái nơi mà có thể gọi là một cái vùng đất rất là nguy hiểm. Tôi nghĩ là các bạn công dân, các bạn Vũ Hán cũng cảm nhận được cái tình cảm, cái tinh thần dân tộc đối với lại mỗi cá nhân. Và đối với tất cả các những cá nhân, những người mà trở về từ Vũ Hán thì sẽ phải cách ly 14 ngày. Đấy. Mặc dù là chúng tôi cũng xác định là cũng đã phải đầy đủ các cái trang bị bảo hộ. Nhưng bản thân tôi thì tôi cũng thời điểm này thì tôi chính lại là người mà được nhàn nhã hơn so với cái đồng nghiệp. Thì bên cạnh tôi đây, ngay bên mấy bước chân thì thôi, các đồng nghiệp vẫn đang hàng ngày vẫn phải làm việc và vẫn tiếp tục cái công việc chống dịch và cũng đang còn rất là vất vả. Cá nhân tôi thì tôi cũng thấy bản thân mình cũng là một nhiệm vụ mà mình đã hoàn thành thôi. Thì tôi cũng mong là cái dịch bệnh này sẽ sớm qua đi và cuộc sống bình thường của tất cả mọi người dân, của các cái nhân viên y tế của chúng tôi sẽ trở lại một cái nhịp sinh hoạt bình thường để chúng ta mà tiếp tục cuộc sống của mỗi cá nhân này, của mỗi gia đình, của mỗi đơn vị và kinh tế của đất nước nữa cũng sẽ phục hồi sau cái dịch bệnh này. Không chỉ bác sĩ Trần Văn Bắc mà rất nhiều các y bác sĩ mong muốn dịch bệnh mau chóng qua đi để họ có thể trở về đoàn tụ bên gia đình và người thân. Và hơn thế, người dân không phải đối mặt với nỗi lo lắng về bệnh tật và sự kỳ thị khi phải cách ly. Điều chúng tôi, và tôi nghĩ rằng là không phải riêng tôi, và tất cả các thầy thuốc của khoa truyền nhiễm nói riêng và các thầy thuốc ở trên tất cả mọi miền nói chung đều mong muốn rằng là dịch coronavirus là được khống chế và chúng tôi có thể trở về với gia đình một cách bình yên và được hạnh phúc và đón nhận những bông hoa và những bữa cơm của cái sự chia sẻ, cảm thông cũng như sự hiểu biết của cộng đồng. Nhưng mà chúng tôi thì cũng vẫn có một cái mong muốn, đến là dù có vấn đề như nào thì chúng tôi vẫn nhận được những cái sự gọi là động viên, khuyến khích đấy, để mà đặc biệt trong cái vụ dịch như này, để anh em chúng tôi tiếp tục cái không bị nản lòng, không bị gọi là có một cái chút gì đấy xáo động đấy. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn là ngoài bản thân mình thì gia đình rồi thì con cái cũng không bị ảnh hưởng. Vì chúng tôi đã xác định được cái nhiệm vụ và chúng tôi tập trung cách chống dịch, cũng như là chúng tôi biết cách là cách ly để gia đình, để người thân không bị ảnh hưởng. Có thể nói đây là những cái chiến sĩ tiên phong hàng đi đầu trong cái công tác phòng chống dịch, là cái lực lượng rất là quan trọng. Thì Tổng Liên đoàn chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất là cao cái sự chăm lo, cố gắng và không quản cái gian khổ để làm công tác phòng chống dịch.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 15 tháng 2 đến nay không có người nghi nhiễm virus corona. 32 trường hợp nghi nhiễm trước đó đều có kết quả âm tính với loại virus này. Đây là thành quả của công tác phòng chống, cách ly toàn thành phố cũng như những nỗ lực không ngừng nghỉ của các y bác sĩ. Sau 3 tuần nhập viện và được đội ngũ y bác sĩ nỗ lực điều trị chăm sóc, ngày 21 tháng 2 vừa qua, bệnh nhân cuối cùng tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiễm COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã hồi phục hoàn toàn và được xuất viện. Bệnh nhân Tạ Kiến Hòa, Việt kiều Mỹ khi mới nhập viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao, ho nhiều, phải thở oxy, dùng kháng sinh và kháng virus, phải nằm phòng cách ly áp lực âm. Vượt qua khó khăn tâm lý và thể lực khi có bệnh nền là u xơ tiền liệt tuyến, đồng thời được sự điều trị chăm sóc tận tình của đội ngũ hơn 20 y bác sĩ tại đây, bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục. Theo các bác sĩ, bệnh nhân nhiễm virus corona khi mới nhập viện và nằm phòng cách ly điều trị, tâm lý nặng nề khi phải một mình đối diện với căn phòng áp lực âm suốt 24/24 tiếng mỗi ngày. Và cũng 24/24 tiếng, đội ngũ y bác sĩ không chỉ điều trị bệnh lý mà còn phải điều trị tâm lý cho bệnh nhân. Cái khoa nhiễm D là cái khoa được bệnh viện giao nhiệm vụ là cách ly và điều trị cái COVID-19. Như vậy thì tập thể khoa hiện tại thì khoảng 20 người. Mà đặc biệt nhất là về vấn đề tâm lý, tập thể khoa cũng rất là cố gắng động viên. Rồi tâm sự, có những lúc mình phải vô mình ngồi tâm sự với bệnh nhân để động viên bệnh nhân về mặt tâm lý, là đừng phiên bệnh nhân, là từ cái, những cái điều mà mình trao đổi với bệnh nhân đó, nó làm cho bệnh nhân có một cái sự gì đó an tâm và người ta hợp tác rất tốt trong quá trình điều trị. Không chỉ 3 bệnh nhân đã khỏi bệnh mà 44 người tiếp xúc gần với những người bệnh đều đã kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày, chưa ai có dấu hiệu mắc bệnh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, bệnh nhân khỏi bệnh là tín hiệu khả quan, ghi nhận kết quả nỗ lực của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh trong việc ứng phó với virus corona.